Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đau Nhất với bác sĩ Vũ Thu Giang. Kính thưa quý vị, thì trong chương trình trước đây thì bác sĩ Giang có chia sẻ một chút thay đổi trong chương trình Đau Nhất, đó là không có sự có mặt của bác sĩ Nguyễn Hồng Duyên mà chỉ có bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ tiếp tục để hầu chuyện quý vị, chia sẻ quý vị về những kiến thức chung quanh những chứng bệnh đau nhức. Và chúng tôi đó thì trên tay Hưng Yên có một cái nêm cạc ghi là Vũ Chiropractic. Kính thưa quý vị, đây là văn phòng mới của bác sĩ Vũ Thu Giang. Và chúng tôi dành một chút thời gian ban đầu này trước khi mà trình bày một chủ đề về chấn thương cổ, thì chúng tôi muốn hỏi bác sĩ Giang về cái văn phòng mới này ra làm sao, chuẩn bị như thế nào, khi nào khai trương, khi nào hoạt động và máy móc thiết bị ra sao để phục vụ các bệnh nhân. Thì trước hết xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hưng Yên, xin chào các khán vị khán thính giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì có lẽ là Hưng Yên hơi tò mò một tí. Hưng Yên được biết rằng là văn phòng Active Chirocare rất đông bệnh nhân, và đặc biệt là rất đông bệnh nhân đồng hương Việt Nam rất là tín nhiệm bác sĩ Giang, bác sĩ Duyên. Nhưng mà tò mò hỏi bác sĩ Giang là tại sao từ Active Chirocare lại cho ra đời Vũ Chiropractic? Cái lý do Giang chuyển qua là tại vì thực sự là quá đông bệnh nhân cho nên mới cần thêm một cái nơi Giang phải có cái nhiều cái phòng hơn. Xe cái bên cũ thì mình chia cái phòng ra thì không có đủ cho bệnh nhân. Một phần nữa là cái chỗ parking, cái chỗ đậu xe nó cũng không khó cho bệnh nhân đậu xe. Rồi cái chỗ đó thực sự là cái khu đó khu của người Tàu hơn. Thì người Việt mình đến kiếm cái nơi đó thật sự nó kế xinh xinh, nhưng mà đi vòng vòng kiếm cái chỗ đó cũng rất là khó. Thì Giang chuyển qua cái nơi này thì nó rất là dễ nhìn mà dễ thấy nữa. Thì là cái trong cái khu Kim Sơn Buffet, là cái Sài Gòn Houston Plaza, thì cái nơi đó thì là hầu như ai cũng có đi qua mà cũng dễ kiếm nữa. Thì nếu mà các đồng hương Việt Nam mà muốn kiếm đến thì nghĩ đến cái đó, là đi ăn cũng có thể nhìn thấy, hoặc là cũng dễ nhìn, đi ngoài đường cũng có thể nhìn thấy cái Vũ Chiropractic nó nằm cái bảng, nó dễ nhìn hơn là cái Active Chirocare. Thì một phần là mình muốn có một cái nơi để Giang có thể mà làm việc mà với lại tất cả đồng hương Việt Nam mà mình phục vụ được tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Nhưng mà Hưng Yên cũng phải làm rõ cho khán giả biết rằng là như vậy là bác sĩ Giang còn dính dáng gì tới Active Chirocare? Hồi xưa thì dính dáng, nhưng mà sau khi Giang chuyển qua cái chỗ mới này thì cái người khác sẽ vô thấy chỗ Giang ở nơi đó, Giang không còn làm việc ở bên đó nữa, Giang phải làm ở bên đây thôi. Tại vì một nơi là đủ mệt lắm rồi, không có thể nào làm bên cũ nữa. Như vậy có nghĩa rằng là khán giả đồng hương xem chương trình, bệnh nhân của bác sĩ Giang, nếu mà muốn cần gặp bác sĩ Giang đó thì phải tới khu Bel Air Sài Gòn gần nhà hàng Kim Sơn trên Bel Air đó. Đúng rồi. Chứ còn đến cái chỗ Active Chirocare mà gần nhà hàng Sinh Sinh thì không còn gặp bác sĩ Giang nữa phải không ạ? Không thể gặp được. Và cũng không được bác sĩ Giang chăm sóc bệnh tật nữa phải không ạ? Dạ không. Dạ vâng. Dạ. Đó là Hưng Yên muốn làm rõ cho quý vị biết là nếu mà quý vị có nhu cầu là khán giả của chương trình thì đến ngay văn phòng Vũ Chiropractic trên đường Bel Air, trong khu nhà hàng Kim Sơn, để trực tiếp gặp được bác sĩ Giang. Nhưng mà phải hỏi thêm để đồng hương chúng ta làm rõ nữa, đã rõ rõ luôn phải không ạ? Bây giờ tới văn phòng mới thì có cái gì hơn văn phòng cũ không? Thực sự thì rất là nhiều cái là mới, thì cái gì nó cũng mới. Thì tất cả những cái equipment, những cái thiết bị. Tất cả những thiết bị thì nó sẽ là mới hết. Giang phải mua hết tất cả những thiết bị. Và những cái đó là những cái tốt, rất là tốt, nó tối tân, nó trị liệu tốt cho bệnh nhân hơn. Có thêm, thường ở bên kia thì mình có cái analog x-ray, là giống như chụp là ra cái phim bự. Nhưng mà bên đây thì mình có cái digital x-ray. Thì cái x-ray đó mình có thể save vô cái đĩa rồi có thể cho được bệnh nhân đem về. Thì cái x-ray đó nó, mình có thể chụp nó rõ hơn nữa, nhìn thấy được ngay lập tức. Cho nên là Giang thích cái, Giang muốn có một cái digital x-ray lâu lắm rồi. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ thì mình mới có khả năng để mình mở ra, mà mình có thể khả năng để mình làm một cái có được một cái x-ray như vậy cho bệnh nhân. Và mình cũng có máy kéo xương, rồi mình cũng có hầu như là tất cả những cái gì mà Giang nghĩ là nó cần thiết để chữa trị cho bệnh nhân. Mà thì là mới phải không? Mới hết. Dạ, dạ vâng. Mà mới mà đẹp nữa, do đó thì nó rộng rãi mà dễ đầu xe hơn. Coi như là tất cả mọi thứ mình làm, Giang làm thì Giang cũng muốn là
để cho phục vụ cho Đông Hương Việt Nam nó tốt hơn á. Cho nên thấy bất cứ cái gì mình Giang nghĩ là nó sẽ giúp nhiều hơn thì Giang cũng mua về để mà làm cho cái clinic mới. Dạ vâng. Như vậy bác sĩ Giang có nói tới khi mà quý vị chụp X-ray có quyền mang về nhà để nhìn xem, hoặc thậm chí quý vị có tham khảo những người hiểu biết nữa. Thì cũng là một cái cơ hội mà chúng ta cảm thấy là cũng tận hưởng được những cái thiết bị hiện đại mà văn phòng của bác sĩ Vũ Thu Giang đó trang bị, thì bệnh nhân cũng có quyền để mà hưởng được. Nhưng mà phải hỏi thêm nữa, bây giờ máy móc thiết bị mới nè, chỗ đậu xe thuận tiện hơn, văn phòng khang trang hơn, hỏi là chi phí chữa trị có hơn không? Giang biết là thực sự là mình sẽ rất là chi tiêu rất là nhiều, nhưng mà Giang vẫn hứa với mọi người là Giang vẫn giữ những cái giá mà hồi xưa đến giờ Giang vẫn giúp đỡ Đồng Hương, những cái giá rất là thấp. Mình cũng biết là ai cũng phải đi làm, cũng phải kiếm tiền, cũng phải lo bill này bill nọ, cho nên Giang không muốn mà gì cho bệnh nhân, giống như bắt bệnh nhân đóng tiền nhiều quá họ không dám đi chữa luôn, rồi họ giữ cái bệnh đó quá lâu. Cho nên Giang vẫn giữ cái giá như xưa thôi, giữ cái giá như cũ. Hồi xưa đến giờ Giang giúp đỡ bệnh nhân như thế nào thì bây giờ Giang vẫn làm như thế đó. Như vậy là phẩm chất được nâng cao mà giá như cũ. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì trước khi mà chúng tôi chuyển sang cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì hỏi thêm, chúng tôi được biết là ngày 8 tháng 9 này đó là văn phòng của bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ là một cái buổi khai trương. Rồi sau đó là 1-2 ngày là ngày 10 tháng 9 là bắt đầu là chăm sóc bệnh nhân. Thì xin hỏi bác sĩ Giang thêm chi tiết là ngày khai trương làm sao, có mời khán giả Đồng Hương đến tham dự cùng chia vui không ạ? Giang cũng lo rất là nhiều thứ, tại vì khi mà để mở ra một cái clinic như vậy á, là nào là mình phải order hết mọi thứ, cái thiết bị hết, rồi phải lo cái chuyển cái tất cả những cái insurance để giống như mình trong cái network để mình chuyển vô đó, rồi làm những cái này cái kia, rồi bây giờ lại thêm là giống như là một cái, giống như mình phải làm một cái party, giống như là một cái ngày để cho mọi người đến chung vui với mình. Cái này là một cái niềm vui rất lớn đối với Giang. Hồi xưa như là đây là lần đầu tiên mà Giang tự mở ra một cái clinic cho chính mình. Đó giờ là nhát lắm, không có dám. Thì cái này thì cho nên Giang cũng muốn mọi người chung vui với mình. Cho nên Giang sẽ làm một cái giống như làm những cái đồ ăn, ai đến thì cũng có thể ăn được, ăn rồi thức uống, đồ ăn thức uống có đầy đủ. Nó khoảng giờ nào chị? Là từ 11 giờ cho đến 4 giờ. Có nghĩa là lúc từ 11 giờ đến 4 giờ. Nhưng mà nếu mà đến 4 giờ thôi ăn thì chưa thua. Cái này là phải rõ, cái nói rõ rõ một chút á. Nếu tới 4 giờ mà đôi khi tới thì từ 11 giờ tới 4 giờ là 5 tiếng đồng hồ. Thì chắc có lẽ thực phẩm cũng vơi đi rồi phải không? Nhưng mà Giang làm sẽ ráng làm rất là nhiều. Thì Giang có rất là nhiều bệnh nhân, lúc mà Giang ngồi nói chuyện ai cũng nói là họ sẽ đến đó. Tại vì vô ngày thứ 7, mới đầu Giang tính làm vô ngày thứ 4. Nhưng mà ai cũng nói là bác sĩ Giang làm vậy tôi đâu có đến được đâu. Thì cái Giang chuyển qua ngày thứ 7 để nhiều người có thể tham dự hơn. Thì ngày 8 tháng 9 đó là Giang sẽ từ 11 giờ cho đến 4 giờ là Giang sẽ tiếp đón hết tất cả những các quý vị mà bệnh nhân của Giang, đa số là bệnh nhân của mình. Dạ vâng. Rồi có một số người là bạn bè, rồi có một số người là những người làm việc với mình hồi xưa đến nay cũng sẽ đến chung vui. Và đài nữa, đài BWN là chắc chắn rồi, thì dạ vâng. Sẽ mời đài BWN đến chơi. Còn khán giả nữa phải không ạ? Khán giả, nếu mà có khán giả nào có lòng thương mà muốn đến chung vui thì Giang cũng xin mời đến chơi với để mà chia sẻ một cái niềm vui lớn nhất của Giang xưa này. Dạ vâng. Thì chúng tôi là ban biên tập, mà chị bác sĩ Giang cũng là cái người mà tham gia chương trình cũng lâu lắm rồi. Thì khi mà nghe tin nói bác sĩ Giang mở một văn phòng mới để mà phục vụ Đồng Hương, để Đồng Hương có một cái cơ hội để mà được chăm sóc với những thiết bị mới hơn và cái nơi rộng rãi khang trang hơn, thì quả thực chúng tôi cũng là vui. Trong ban biên tập cũng mong sao văn phòng của bác sĩ Giang được Đồng Hương yêu mến và tin tưởng để mà được phục vụ tốt, và lúc nào khán giả của đài cũng yêu thích chương trình và tiếp tục theo dõi để mà có thêm những kiến thức rất là bổ ích. Xin chúc mừng chị. Dạ, và bây giờ em đó, thì nói thêm một chút xíu nữa, trong cái ngày khai trương đó thì ngày 10 bắt đầu là mới chữa trị phải không ạ? Dạ.
chị nói rõ thêm là từ ngày 9 thì sao ngày 9 đóng cửa là ngày Chủ nhật. Cho nên ngày 10 bắt đầu là quý vị khám bệnh thì tới đúng ngày 10 tháng 9. Đúng rồi. Giờ giấc làm việc ra sao chị? Giang sẽ mở hơi khác cái bên kia chút. Bên kia tại vì cái giờ thì Giang cảm thấy cái giờ lunch mình nhiều quá. Cho nên bây giờ thì Giang sẽ mở từ 8:30. Thay vì 9 giờ thì bắt đầu mình ngủ ít hơn rồi. Là thức dậy sớm đến đó 8:30. Rồi đến 12 giờ là đóng cửa. Đi ăn lunch 1 tiếng thì 1 giờ Giang trở lại. Rồi làm cho đến 5:30. Thì cái giờ đó thì cũng là khoảng một ngày là cũng 8 tiếng. Và thứ bảy thì Giang sẽ mở từ 9 giờ cho đến 2:30. Dạ, vâng. Thì đỡ cái giờ đó thì Giang nghĩ là nó dễ giúp ích cho Đồng Hương hơn. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Giang. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc hay gì thì quý vị thấy hồi nãy đến giờ địa chỉ cũng như số điện thoại của văn phòng mới của bác sĩ Vũ Thu Giang. Nói là mới nhưng có nghĩa là chỉ một văn phòng mà thôi. Văn phòng cũ không còn dính dáng gì tới bác sĩ Giang nữa. Cho nên quý vị chỉ có một địa chỉ để tìm bác sĩ Vũ Thu Giang. Đó là địa chỉ đang hiện trên màn hình và số điện thoại quý vị ghi lại. Nếu cần thì đặc biệt trong ngày 8 tháng 9 vào lúc 11 giờ. Tới 4 giờ chiều thì quý vị có thể đến để cùng chia vui cũng như là tham dự cái ngày bắt đầu khai trương của văn phòng mới bác sĩ Vũ Thu Giang với cái tên là Vũ Chiropractic, quý vị nhớ, trong khu Kim Sơn trên đường Bèo La. Và bây giờ thì chúng tôi chuyển sang một chủ đề, đó là chấn thương cổ. Kính thưa quý vị, thì thưa bác sĩ Giang, chấn thương cổ, ngay chữ chấn thương là sợ lắm. Nhưng mà ở chất cổ, chấn thương có vẻ như nó nhẹ hơn và nó có những cái biểu hiện triệu chứng như thế nào? Thường cái chấn thương cổ thì thường là mình bị là do mình bị một cái accident gì đó. Mình đang lái xe xong rồi cái bị đụng ở đằng sau thì nó làm cho cái cổ mình quật. Thường là nó phải quật đằng sau trước xong nó quật ra đằng trước. Thì nó làm cho cái cổ mình nó chấn thương, giống như cái hình ở trên đó. Đó là một cái cổ đang lái xe thì cổ bị đụng ở đằng sau á. Thì cổ sẽ quật ra đằng sau trước xong rồi cổ quật ra đằng trước. Thì cái cổ của mình nó có những cái dây chằng xung quanh. Rồi nó có những cái dây thần kinh. Và nó có những cái đĩa ở giữa, rồi nó có những khớp xương. Thì khi mà mình bị như vậy á, thì thường nó làm cho những cái đó nó bị không có được bình thường trở lại được. Mà có những người họ thấy bình thường, nhưng mà khoảng 1-2 ngày sau, có người thì 1-2 tuần sau, có người 1-2 tháng sau mới có cái triệu chứng. Nhưng mà có người thì có triệu chứng ngay lập tức, là cảm thấy nó cứng cổ, giống như xoay không có được thoải mái, hoặc là nhức đầu. Rồi có người thì bị giống như là không có nhìn rõ, mờ mắt. Rồi có người thì bị những cái giống như là tê tay xuống nữa. Tùy theo là nó nặng hay nhẹ thì cái triệu chứng nó khác nhau. Nhưng mà đa số cái đầu tiên là cái cổ nó cứng, không có xoay chuyển được nhiều. Dạ vâng, yeah. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Giang một chút để làm rõ, chấn thương có nghĩa là gì? Chấn thương là bị nứt hay là bị giãn dây chằng hay là bị viêm sưng? Cái chữ chấn thương nó hàm ý cho những cái triệu chứng, cái gọi là cái nguyên, cái biểu hiện mà rõ trong cái cổ của mình nó bị cái gì? Chấn thương thường là giống như đó là nói đến một cái sự mà giống như đột ngột xảy đến. Giống như cái cơ thể của mình nó thường nó có một cái guarding system, là giống như một cái nó bảo vệ cho cơ thể mình. Thì khi mà mất bất cứ một cái gì mà nó nhanh quá thì tự cái cơ nó co lại. Như vậy có nghĩa là chấn thương nó bị giãn cái dây chằng. Nó ảnh hưởng cơ nhiều, cơ với dây chằng nhiều. Chấn thương là nó gọi là cái tiếng Mỹ nó gọi là whiplash, chấn thương cổ nó gọi là whiplash, hoặc là nó ghi tên là sprain strain. Dạ, vâng. Là nó ảnh hưởng đến cơ hoặc là cơ bắp á, của cổ hoặc là cái dây chằng của cái cổ. Cho nên thường á thì nó khi mà nó ảnh hưởng đến những cái đó thì người ta nói là chấn thương cổ. Dạ, vâng. Mà chấn thương cổ có những cái giống như bị ai giọng vô đầu mình cái mình cũng bị, hoặc là đụng xe bên hông cái đầu mình lắc qua lắc lại nhanh đó. Đó là những cái nhanh, giống như khi mà chấn thương cổ á, thường là cái đầu tiên, cái phản ứng của cổ đầu tiên á, như cái hình trên đó, phản ứng cổ đầu tiên á, cái số 1 á, là mình đang ngồi bình thường cái mình đụng đằng sau một cái thì 100 millisecond, là giống như milli giây á, là cái đầu nó, cái cổ nó bị cứng lại. Rồi xong rồi bắt đầu nó bật khoảng 150 đến 175 millisecond á, là nhanh lắm, rất là nhanh, là cái cổ nó mới bật ra đằng sau. Rồi xong rồi nó mới rebound lại, là giống như nó
bật trở ngược lấy lại cái quán tính, rồi nó bật ra đằng trước, thì cái đó khoảng là 200 second, 200 đến 300 millisecond là nó mới gặp ra trước. Cho nên là thực sự có nhiều người bị đụng nhanh quá, lúc đó người ta nghĩ đến cái xe thì không có nhớ được cái đầu của họ nó lắc như vậy. Nhưng mà có những người mà người ta bình tĩnh thì người ta sẽ biết được cái đầu của người ta lật ra lật xuống vậy, thì người ta biết là khi mà mấy người nào mà nhìn thấy cái accident thì là sẽ nhìn giống như ồ, cái xe đó đang chạy đến mình, thì cái đó lại nặng hơn là cái người mà không nhìn thấy. Tại nhìn thấy là bắt đầu người ta cứng lên, cứng lên nó lại bị rất nhiều hơn. Không biết mà lại tốt hơn. Không biết mà tốt hơn, tại vì cái cơ thể mình nó đi theo thôi. Còn lúc kia mình cứng lại rồi cái nó mới bị vậy thì nó dễ rách hơn, rách cái cơ hơn. Đúng, thật là như vậy. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta không thấy thì cái quán tính cơ thể chúng ta nó hép. Nhưng mà đôi khi chúng ta gồng lên thì nó sẽ cản cái lực đó thì nó càng nặng thêm. Kính thưa quý vị, thì trong trường hợp đó đi xe cộ quý vị cũng dễ bị lắm. Cho nên là cái trường hợp mà chấn thương cổ này Hưng Yên thấy nhiều trường hợp xảy ra. Đôi khi chúng ta chỉ va chạm thôi mà chấn thương cổ cũng sẽ bị diễn ra. Thưa chị, thì khi mà vào văn phòng thì những bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ Giang, bác sĩ những chuyên khoa chiropractic đó, thì thường phải định bệnh và chữa trị ra làm sao? Thường mà mỗi lần mà có một cái chấn thương do tai nạn xe cộ hoặc là họ bị té ngã hay bất cứ gì, những cái nào mà nó quá đột ngột thì mình nên chụp X-ray, thì chụp một cái quang tuyến. Thì khi chụp đó mình sẽ thấy cái cổ nó như thế nào, giống như cái hình ở trên đó là mình thấy một cái X-ray mình chụp mà bệnh nhân mới vừa bị accident. Thì khi mà mình chụp đó, thì sẽ thấy cái cổ nó không có thẳng. Hương Yên cũng có thể thấy là cái cổ nó không có thẳng với nhau. Thì nó gọi là misalignment, hoặc là nó bị giống như bị lệch đó. Thì cái đó thì giống như chiếc xe mà có bốn bánh mà nó này không có balance, không có balance với nhau. Thì cái cơ nó sẽ không balance. Cái này là chụp nghiêng, cái hồi nãy là chụp thẳng vô, cái này chụp nghiêng là ở trên là cái đầu á, ở dưới là cái vai của mình, còn giữa là cái cổ. Thì cái đầu tiên á là cái hình đầu tiên là before, cái là trước khi bị accident á, thì cái cổ mình hơi hơi vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà mình bị cái accident rồi á, thì là bắt đầu cái cổ nó thẳng băng, nó cứng ra đằng trước. Là nó bị mất cái độ cong của cái cổ, cái cong tự nhiên đó. Độ cong của cổ tự nhiên là nó như bị mất đi. Thì đó là làm cho cái cơ, cái đầu của mình nó sẽ ra đằng trước nhiều lắm. Thì có nhiều người đi vô chỉ có cái đầu vô trước, còn cái người vô sau. Thì cái đó nó gọi là anterior head forward, cái đầu nó ra đằng trước quá. Thì nó làm cho cái cơ ở đằng sau này nó phải giữ, nó ráng, nó gồng lại, nó giữ cái cổ. Cho nên họ sẽ rất là bị mỏi ở đằng sau và bị nhức đầu nữa, dễ bị cái đầu. Thường chữa bằng cách nào chị ha? Thường cách chữa thì mình khám thử coi nó ảnh hưởng đến cái nào, giống như dây chằng không, dây thần kinh không, cái đĩa không, cái xương lệch như thế nào. Thì nếu mà bị cái dây chằng với lại cái cơ bắp á, thì mình sẽ làm massage, mình chạy điện, mình làm ultrasound cho nó mau lành lại cái chỗ đó. Mình chườm, nếu mà nó sưng thì mình chườm đá, mà nó cứng không á thì mình chườm nóng. Rồi xong rồi mình chỉnh cái xương lại, nó bị lệch, mình chỉnh cái xương lại. Rồi mình cũng chỉ họ một số cái bài tập exercise, tập thể dục để cho làm mạnh cái cơ cổ lên. Thì đa số là những cái bệnh nhân họ cái chữa thì thường là cái bị cái này thì thường từ khoảng từ có người 4 tuần xong, có người 6 tuần xong, và có những người bị nặng quá thì cũng 8 tuần hoặc là 10 tuần nha. Có trường hợp nào mà nặng quá chữa không được? Nặng quá thì cái đó thì cũng có một hai trường hợp là quá nặng. Thì những cái trường hợp mà nếu mà mình coi là nó bị cái xương nó bị gãy, tại vì cũng có người bị nặng quá cái xương nó bị gãy ra, thì họ phải đeo cái giống như cái giữ bó, cái cổ cái giữ. Đây để cho không có xoay chuyển, thì cái đó thì họ phải đi gắn lại cho cái xương nó gắn lại nhau, chứ không là họ không có stable, họ dễ bị những cái triệu chứng khác. Họ còn có, hoặc là quá nặng nữa là có những người là họ bị giống như họ bị mà lên đến giống như cái máu nó bị xuất huyết hay là những cái đó, thì cái đó là dân không có dám chữa. Thưa chị, thì thưa bác sĩ, kính thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ tới cái cổ đó, chúng ta thấy gần cái đầu, mà gần cái đầu là cái cơ quan thần kinh trung ương, mà não bộ là rất là quan trọng. Thì thông thường á,
đụng tới cổ, thứ nhất không chỉ cái khó chịu về mỗi người khó chịu rồi thì có phải là cái nơi mà rất nguy hiểm đụng tới dây thần kinh gần cái đầu không thưa chị? Có, rất là nguy hiểm, tại vì thực sự ra cái cổ nếu mà bị mà nó ép vô mà cái trên cùng á là người ta nhức đầu kinh niên luôn á, nhức ghê gớm luôn. Thì cái đó thực sự ra là cũng có ảnh hưởng. Rồi có những khi mà cái whiplash á, nó không phải là giống như mình chỉ cái cổ lật thôi, nhưng mà cái đầu mình nhiều khi mình đập vô cái bánh lái hoặc là đập vô cái đằng sau thì nó cũng ảnh hưởng đến cái não của mình. Có dạ những người vì cái đó mà họ có những cái giống như đóng máu ở trong não, cho nên là cái đó cũng nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nhưng mà những người mà có cái triệu chứng đó thì người ta hay ói ra, rồi họ không có thấy đường, hoặc là họ những cái bị triệu chứng giống như họ bị chóng mặt, xoay vòng vòng, những cái đó thì hoặc là họ rất là mệt mỏi. Dạ vâng. Thì những cái đó thì nguy hiểm thì mình phải cho họ đi cái mấy cái emergency. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Kính thưa quý vị, nếu quý vị mà có cái sự nguy hiểm trong vấn đề mà chúng ta bị tác động, cũng như là chúng ta không may bị chấn động trong quá trình mà lái xe hay là bất cứ cái hoạt động nào, thì quý vị cũng không nên chủ quan trong vấn đề mà đau nhức ngay chỗ vùng cổ, vì nó là cái nơi rất quan trọng nối giữa cái xương sống của chúng ta lên tới cái não bộ. Thì đây là cái nơi mà dễ chúng ta gây đau đầu cũng như là ảnh hưởng trong mọi công việc, thì quý vị hãy đến ngay bác sĩ chuyên khoa. Và một lần nữa thì chúng tôi hết giờ rồi, cũng nhắc lại quý vị, nếu quý vị có cần chi tiết gì hay là cần hỏi han gì hay cần chăm sóc sức khỏe về vấn đề đau nhức thì quý vị cần bác sĩ Giang chăm sóc, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng mới của bác sĩ Vũ Thu Giang, một lần nữa trên đường Bel Air trong khu Sài Gòn Plaza mà nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air thì ai cũng biết, với văn phòng tên là Vũ Chiropractic, số điện thoại và địa chỉ trên màn hình. Một lần nữa thì ngày 8 tháng 9 là văn phòng khai trương, thì chúng tôi dành lời cuối một lần nữa cho bác sĩ Giang mời khán giả của đài, nhất là khán giả của chương trình cũng như các bệnh nhân mà những người quan tâm ủng hộ bác sĩ Giang thì đến để chia vui cùng bác sĩ Giang. Dạ, yeah. Cảm ơn Hưng Yên. Và nhân đây Giang cũng rất là cảm ơn các khán thính giả của đài BUN là xưa nay là ủng hộ Giang rất là nhiều. Giang được cái ngày hôm nay được có mở ra một cái clinic như vậy là nhờ thật là nhiều đồng hương Việt Nam đến để mà chữa trị. Mà Giang cũng cảm ơn đài BUN đã từ đầu là thực sự đồng hương Việt Nam, không ai biết Giang là ai hết. Tuy là Giang đã làm trong cái ngành này mười mấy năm rồi, hơn 13 năm là Giang làm bác sĩ chiropractic là đã hơn 13 năm. Nhưng mà hầu như không ai biết hết, nhưng mà nhờ đài BUN mà khán giả đã coi cái đài mà đến làm bệnh nhân của Giang và tin tưởng Giang, cho nên Giang cũng cảm ơn đài BUN. Và Giang cũng cảm ơn các quý vị khán thính giả và cảm ơn bệnh nhân của chính Giang là hồi xưa nay là luôn luôn chẳng những ủng hộ Giang đến làm bệnh nhân Giang mà còn chuyển những bệnh nhân giống như những người bạn của mình, những người gia đình của mình, hoặc là có ai bị đau nhức gì là coi như là lúc nào cũng gọi bác sĩ Giang, bạn tôi bị, hoặc là bác sĩ Giang, con tôi nó mới bị này kia, là coi như là Giang thấy là cái tình cảm của người Việt Nam mình rất là đáng quý. Mà cũng nhờ như vậy mà Giang có được ngày hôm nay là mở ra được cái clinic này, thì Giang cũng xin mời tất cả những ai mà yêu mến Giang, yêu mến đài BUN thì đến ủng hộ một cái ngày khai trương của Giang là ngày 8 tháng 9 này. 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Dạ, cảm ơn Hưng Yên. Chúc mừng chị Giang một lần nữa. Và kính thưa quý vị, tiếp lời chị Giang, bác sĩ Giang hồi nãy nói đó, bác sĩ Giang nói là nhờ đài BUN TV cho nên là nhiều đồng hương biết tới bác sĩ Giang, biết tới văn phòng bác sĩ Giang, mặc dù bác sĩ Giang đã 13 năm rồi, thì chúng tôi phải nói là ghi nhận và chúng tôi rất mừng là bởi vì khán giả của đài cũng đã ủng hộ, đó là một hình thức ủng hộ đài. Và đương nhiên là phải bác sĩ Giang phải tận tụy, bác sĩ Giang phải có khả năng thì mới có sự mà giữ vững cái bệnh nhân cũng như được sự yêu mến và tín nhiệm của khán giả. Không chỉ có bác sĩ Giang đâu mà chúng tôi thấy được là luật sư David Vương, rồi chị Nguyễn Thị Kim Thoa, hay là chú Mạnh Xuân Thái, hay ngay cả anh David Trần, đội Trần Công Rắc Sơn, và đông y sĩ Cảnh Thiên, nhà thuốc Hoa Đà, và nhiều những chương trình đến với đài BUN TV đều nói rằng là được sự ủng hộ của đồng hương rất là nhiều. Thì chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả. Mà nhận được sự ủng hộ của khán giả thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những người cộng tác chương trình như bác sĩ Giang. Và chúng tôi hết giờ rồi và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.